ôi tiền mua được bao nhiêu mảnh đất, cứ sống sân si mai ta cát bụi. Xin cảm ơn cô chú, tôi ước mơ nào tới bây giờ chưa được nhà vậy đó, bây giờ được cảm ơn cô chú nhiều lắm. Dạ. Cảm ơn nhiều, không biết sao đâu. Dạ dạ. Chú nói năm nay cả ngừng 60 tuổi mới được con có nhà, tránh nắng tránh mưa. Dạ. Đó. Chú mời chú. Dạ tôi xin cảm ơn cô Liên Hồ. Dạ. Đã giúp đỡ cho tôi nhà sao nữa, tôi dạ. Mừng lắm. Dạ. Bây giờ tôi hồi nào tới giờ chưa được nhà dễ ở đâu. Dạ. Bây giờ được nhà trước rồi. Dạ, có nhà sao nữa. Nhà sao mừng lắm. Giúp đỡ nữa là tôi mừng vậy. Dạ. Không biết đền đáp cô sao. Dạ. Hãy chào cô chú chị bà con cô bác xin chân kênh cô Hải. Bữa nay Hải qua nhà cô chú ép chú chị thì bảo tôi Hải làm xong rồi, Hải có quay video lên, dọn đồ đi về hết rồi. Thì mới làm nhà trước thôi, còn nhà sau thì có một người cô có xem được video của Hải thì có gọi phone cho Hải kêu Hải qua làm nhà sau cho chú ép để có chỗ nấu ăn của chú anh chị. Thì sẵn bữa nay Hải qua, Hải quay video lên cho cô chú chị xem, thì Hải qua Hải đo và Hải tính đồ tính sắt gì để làm nhà sau nhà chú ép chú anh chị. Thì mới làm xong 2-3 bữa ra, bây giờ thì Hải dọn đồ về hết trơn rồi. Một người cô gọi phone cho Hải kêu Hải qua làm nhà sau cho rồi, để cho chú có chỗ nấu ăn à, tới 4 đứa cháu nữa chú chị. Hãy mời cô chú chị vào trong nhà, đi là nhà tiện chế chú chị ha. Hãy có quay video clip trước như vậy, nhà tiện chế Hãy có làm khung như vậy nè. Thì sẵn bữa nay Hãy qua Hãy đo nhà sao và sẽ lọc máy cho chú luôn, cho chú có chỗ nấu ăn. Hãy mời cô chú chị vào trong nhà. Rồi chú ơi, bữa nay con qua đi con bỏm thì làm nhà xong đó, con có tải video lên đó, thì có một người cô kêu con qua làm nhà sao, kêu con qua làm nhà sao cho cô chú cho xong đó. Thì bỏm chỉ có làm nhà trước không à, nhà sau thì chưa có. Bây giờ con quay video lên thì có một người cô á, cô Lê Ngô là gửi tiền cho con là kêu qua làm nhà sao. Thì bỏ con chở đồ về hết rồi, nên bữa nay con qua thì con đo sắt để cho thợ làm, mua đồ mới về sẵn cho thợ làm. Cô có mừng không? Có vui không? Mừng lắm, được nhà trước rồi bây giờ được nhà sau nữa. Dạ. Mừng lắm, cảm ơn cô chú Mạnh Thường Vân á. Dạ. Con cảm ơn nhiều, được nhà mới. Dạ. Che nắng che mưa hết tạt hết dụng rồi. Dạ. Thì thấy cô thì chỉ có nhà trước thôi, nhà sau thì con làm sẵn giống như là chỉ có bếp ở sau. Dạ. Nhưng mà nói sau này chú làm ơn á. Thì sẵn cô nói kêu con qua làm cho luôn đi thì bao nhiêu tiền cô trả gửi lại trả con. Dạ. Đó, sẵn bữa nay con qua con đo đạc coi cái nhà đó làm như thế nào vậy đó. Dạ. Dừng tôn mà làm nhà sao dừng dắt lại luôn đó. Chú mời chú. Dạ tôi xin cảm ơn cô Liên Hồ. Dạ. Đã giúp đỡ cho tôi nhà sao nữa, tôi dạ. Mừng lắm. Dạ. Bây giờ tôi hồi nào tới giờ chưa được nhà dễ ở đâu. Dạ. Bây giờ được nhà trước rồi. Dạ, có nhà sao nữa. Nhà sao mà mừng lắm. Giúp đỡ nữa là tôi mừng vậy. Dạ. Không biết đền đáp cô sao nữa. Dạ. Tại vì chú biết sao không? Con thì con qua làm nhà của chú á, thì cô chú là không có đòi hỏi, con hỏi cái nhà bà họ mới vợ của chú nói là chị được cái nóc là vợ chú rất mừng rồi, kêu con là cái dách này là mua cái tấm bạc che được rồi. Con nói không được đâu cô ơi, một mình làm là mình phải làm cho hoành tráng, nên con gắn làm cho chú giống như có dách tôn và lót gạch lót vậy sạch sẽ luôn đó. Thì bà họ con có quay video lên thì cô thì nhìn thấy nhà chú không có nhà sao, cô kêu làm nhà sao giống nhà ép vậy đó. Thì sẵn bữa nay con qua con đo đồ, con chưa có làm, con tính đồ đạc rồi con đi kêu người ta lại chở qua và chở đồ qua nữa bà ổm, thì con làm xong xuôi con chở đồ về hết rồi đó. Thì cái nhà sau của chú thì con làm bằng nhà ép luôn ha chú ha. Dạ. Đi chú qua sao coi, đi nhà của chú này cái gì đây, là cửa ra sao đây, chú làm che tạm đó hả? Để bếp cái nè. Dạ. Ủa cái này bếp củi, bếp bếp gì, bếp ga hả? Củi. Cái này bếp này bếp gì? Bếp củi. Củi ga tặng. Bếp củi hả? Củi. Dạ.
của nước nào tặng á. Có xài thử chưa? Xài hả? Tốt á. À. À. Thì sẵn con làm, con là nhà sau, bây giờ nhà sau này mình làm bằng cái máy này ra xuống dưới luôn hai chỗ à. Ừ. Đó. Và làm mà mình lấy tô mình dựng vách này luôn đi. Để cho mấy đứa cháu nó xuống đây nè. Đó. Thì bây giờ mình làm bằng nhằn ép luôn. Đất chú thì tới đây phải không? Tới cột đó hả? Dạ. Đó. Thì vậy đi, rồi bữa nay con qua con đo. Con đo coi bao nhiêu tô vậy đó. Bao nhiêu cây sắt con mua con lại con làm. Đó. Chú làm thảm này, làm thảm đó hả? Dạ. Tô này một hết trơn rồi. Rồi chú nhớ ba cái tre nào mà nó rớt xuống tôn á, dạ, cái nhánh tre chú đốt hết trơn à. Đốt bỏ, đừng cho sau này nó một tôn mình á. Tôi thỏ tôn không được lâu á, mưa lại nó một tôn. Đó. Thì vậy đó chú ơi, bây giờ con đo đạt dạ, đi con làm. Dạ. Dạ. Xin cảm ơn cô chú, tôi ước mơ nào tới bây giờ chưa được nhà vậy đâu. Bây giờ được cảm ơn cô chú nhiều lắm. Dạ. Cảm ơn nhiều quá, không biết sao đâu. Dạ dạ. Chú nói năm nay cỡ ngừng 60 tuổi mới được con dạ, nhà, cho nắng cho mưa. Dạ. Dạ. Mấy đứa cháu của chú rồi chú chị, bốn đứa cháu luôn. Con được nhà mới con mừng không? Hả? Con vui không được nhà mới á? Con tên gì? Mây. Con tên Mây, năm nay con nhiêu tuổi rồi? 6 tuổi. À Mây học lớp mấy? Lớp 1. À. Con thấy nhà của ông ngoại con mới con vui không? Có nhà mới ở? Vui hả? Hết mưa dầu quá phải không? À, rồi con gắng học ha. À, con cảm ơn cô chú đi con. Con cảm ơn cô chú đã cho con một căn nhà. Đó, che nắng che mưa. Con gắng học ha. Mỗi lần hồi nhà lúc mà nhà cũ á, mỗi lần mưa con sợ không? Có sợ sụp nhà không? Đó, nhà thì mục hết trơn rồi. Đó. Nên tới ngày hôm nay thì con được căn nhà mới rồi. Mà ngủ nhà mới con thấy mát không? Mát hả? Rồi. Đứa này tên gì? Linh Nhi. Linh Nhi năm nay nhiêu tuổi rồi? 10 tuổi. Với nhau có mấy vậy? Lớp 5 hả? Rồi con thấy căn nhà cô chú xây cho con thấy mừng không? Mừng không? Đó. Con yên tâm con gắng học ha. Lúc trước mỗi lần mưa con sợ không? Sợ không? Sợ mưa dột phải không? Sợ nhà sụp. Bây giờ là hết sợ phải không? Con vô nhà mới con thấy ở mát không? Mát hả? Rồi con hứa với cô chú con gắng học ha. Gắng học ha. Có cái nhà mới rồi. Rồi con có lại gì nói với lại cô chú không? Con cảm ơn cô chú, anh chị Mạnh Thường Quân đã giúp để cho con một căn nhà che nắng che mưa. À, con gắng học ha. Rồi sao nữa? Rồi đứa này đi học lớp mấy vậy? Có tên gì? Có tên gì? Tên cháu. Bốn đứa cháu luôn này của chương trình. Có tên gì? Hả? Rồi đứa này nhiêu tuổi rồi cô? 2 tuổi. 2 tuổi. Là ở nhà giữ bốn đứa cháu đó hả? Dạ. Đó. Thành ra nhà của cô chú á, thì con làm á, con nói ra thì số tiền nó không có đủ đâu. Thì cô chú thì không đòi hỏi nên con rất là thương chỗ đó. Tại vì con đi làm nhà từ thiện á, là có người thì đòi hỏi được này đòi kia. Còn cô chú nói là chỉ được cái nóc thôi là cô chú rất là mừng. Và cái vách này nè, cô thì kêu con nói là Hải ơi, con làm không đủ tiền, con cứ dừng mua cái tấm bạc lại dừng thôi. Chứ khỏi làm vách cũng được nữa, có cái nóc được rồi. Nên con thấy không có được. Tại vì thấy cô chú cháu con nhiều, người sợ ban đêm ban hôm ngủ mưa gió nó tạt vô đó. Nên con gắng làm giống như là con thấy gia đình cô chú con thấy rất là tội. Tại con đi làm con thấy giống như hoàn cảnh đó mình muốn ráng giúp, nhưng mà khả năng con thì có bao nhiêu con làm bao nhiêu. Không phải là con đi làm từ thiện mà để lại nhiều cho vợ cho con. Con thì lấy đồng mồ hôi nước mắt của con đổi đồng tiền nhà từ thiện. Chứ không phải là con đi làm ở nhà từ thiện lại một căn 20-30 triệu không có đâu. Tại con thấy hoàn cảnh nào con thấy giống như là hoàn cảnh của cô chú á, thấy rất là tội. Nếu con làm thì con không tính toán gì đâu, miễn là đủ tiền vật tư thôi là con sẽ làm được căn nhà đó. Thì bữa nay thì con qua đo đạt cho xong rồi ngày mai ngày mốt con qua làm với chú ha. Dạ. Dạ. Chú yên tâm rồi, có nhà sau nữa. Mừng lắm. Được dạ. Nhà sau nữa mừng lắm. Dạ. Chợt được mừng. Anh
đã giúp đỡ tôi. Dạ. Đó. Cảm ơn anh chị Mạnh Đồng Quân nữa. Dạ dạ. Vậy dạ, đi. Được nhà ở đi khỏi chạy chiếu nằm ở dưới đất cũng được. Dạ. Khỏi gì đâu. Thì lúc trước á thì mình ngủ giường hả? Ngủ giường bao giờ gãy hết rồi đó. Dạ. Tháo nhà ra rồi gãy hết rồi. Bây giờ ngủ niệm thôi, nó là sạch sẽ mà. Sạch sẽ rồi. Dạ. Nằm ở dưới rồi. Đó. Vậy đây chú ha. Vậy dạ. Có gì con mai mốt con qua làm. Dạ. Tại con phải chở đồ qua nữa. Bà không chở gì hết rồi. Đó. Rồi chú ơi. Thì video Hải cũng dài rồi, Hải xin phép được tại đây. Mong mà con cô bác trong nước ngoài nước xem video của Hải. Nếu bấm like cho Hải và đăng ký kênh cho Hải thì Hải có động lực đi thấy hoàn cảnh khó khăn Hải quay làm cầu nối chương trình. Hải xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.